Và bây giờ tôi xin giới thiệu nhạc phẩm Học sinh hạnh phúc mà con hay nghe con chú hay hát là Học sinh và người hồi tiêu anh hai bà tơ. And now I'd like to introduce the student march played by our seven boys, Jordan and Thaddeus on the keyboard, Ryan on piano, Andy Thu and Dan Thu on cello, Yanni Thu on violin, and Nathaniel on the drums. Thank you.